Giữa scandal quát tháo cảnh sát của Ngọc Lan, Thanh Bình treo status phản ứng choáng. Trong khi Ngọc Lan lửa giận bốc lên ngùng ngục, viết status dài cả trang để giải tỏa bức xúc, thì thái độ anh chồng lại như thế này. Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan vừa không may vướng phải lùm xùm với cảnh sát giao thông ở Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh. Theo một clip ngắn được tung lên mạng, thì Ngọc Lan đã bị yêu cầu dừng phương tiện vì vi phạm luật, cụ thể là đi vượt quá tốc độ, nhưng cô không mang theo các giấy tờ liên quan để xuất trình cho cảnh sát. Phía Ngọc Lan đề nghị được nhờ người nhà mang giấy tờ đến để giao nộp, nhưng trong khoảng thời gian đó lại có thái độ khiếm nhã bất lịch sự với lực lượng cảnh sát đang thi hành công vụ. Trước những thông tin tiêu cực về mình, Ngọc Lan đã vô cùng bức xúc và đăng tải một status khá dài lên trang cá nhân. Để một lần nữa nói rõ sự việc, nữ diễn viên thừa nhận mình đi quá tốc độ nhưng cũng cố gắng thực hiện đầy đủ quy định. Còn clip mà phía cảnh sát tung ra, cô cho biết đó không phải là tất cả diễn biến sự việc mà cố tình cắt ghép để bôi nhọ danh dự cô. Các anh ép rằng tôi không có bằng lái, các anh ép rằng tôi cố thủ trong xe, các anh ép tôi phải lớn tiếng để các anh cắt dựng lại. Nói thật, các anh luôn miệng thách thức rằng em sẽ nổi tiếng em ơi, rồi cứ thế mà chỉ máy quay vào tôi. Giữa ồn ào của bà xã, nam diễn viên Thanh Bình không nói gì nhiều, anh chỉ lặng lặng đăng tải bức ảnh, nắm tay tình cảm của hai vợ chồng và tác tên Ngọc Lan như một lời động viên, an ủi trong cơn sóng gió. Hiểu được dụng ý và sự quan tâm của chồng, Ngọc Lan cũng nhẹ nhàng đáp, mẹ cảm ơn ba, hết sức tình cảm. Hành động ấm áp của Thanh Bình khiến các fan không khỏi ngưỡng mộ. Hơn ai hết, lúc nào gặp sự cố, nam diễn viên cũng là chỗ dựa vững chắc cho Ngọc Lan, luôn bên cạnh và bảo vệ bà xã mình hết lòng. Giữa bão dư luận, Thanh Bình không nói gì nhiều, anh chỉ lặng lặng đăng bức ảnh để động viên an ủi bà xã của mình. Thái độ bức xúc khó chịu của Ngọc Lan khi bị công an bắt vì vi phạm luật. Ngọc Lan khẳng định đoạn clip mà phía công an tung ra là đã qua cắt ghép, không hoàn toàn đúng sự thật. Mỹ nữ Vũng Tàu đi siêu xe 70 tỷ, phải dè chừng đám cưới của người đẹp này. Cuối năm nay, showbiz Việt rộn ràng với đám cưới của ba chân dài đình đám và các đại gia. Hoa hậu Thu Thảo và bạn trai doanh nhân trẻ Trung Tính sẽ kết hôn vào ngày 6 tháng 10. Thông tin vừa được công bố đã nhanh chóng được tán dương bởi cộng đồng mạng. Đây là cặp trai tài gái sắc nói không với scandal trong showbiz Việt. Cả hai đã tranh thủ thời gian đi chụp ảnh cưới cùng bạn bè. Phong cách ảnh cưới đơn giản tựa như chính chuyện tình của một drama Hàn, càng khiến cặp đôi này được ngưỡng mộ. Sinh năm 1987 và tốt nghiệp đại học tại Úc năm 2011, Trung Tính hiện là CEO thành công trong giới doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nằm trong top 30 người trẻ nổi bật dưới 30 tuổi do tạp chí Forbes Việt Nam bầu chọn. Trung Tính là một cái tên không xa lạ trong làng ngũ CEO ở Việt Nam. Ngoài việc tiếp quản tập đoàn Từ Bố, anh còn là chủ hai quán bar lớn, một cửa hàng ẩm thực và một công ty riêng về thiết kế nội thất tổ chức sự kiện. Thu Thảo và bạn trai thường cùng nhau đi du lịch nước ngoài để tránh sự chú ý. Cả hai có phong cách giản dị không phô trương. Tuy không phải tay chơi siêu xe, nhưng tài sản đủ để bạn trai Thu Thảo sắm những chiếc xế sang trọng nhất. Anh chọn chiếc Mercedes A400 màu đen làm phương tiện đi lại và đưa rước bạn gái. Tập đoàn do gia đình bạn trai Thu Thảo làm chủ được coi là tập đoàn lớn mạnh, chủ sở hữu nhiều dự án bất động sản có tiếng tại Sài Gòn. Người đẹp chăm chút cho bạn trai khi cả hai chuẩn bị sự kiện tiếp đón ông Obama khi ông tới thành phố Hồ Chí Minh vào năm ngoái. Trung Tính cũng luôn ủng hộ Thu Thảo trong công việc của bạn gái. Anh thường tháp tùng cô đi dự sự kiện, kín đáo ở bên cạnh tránh truyền thông. Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, quê ở Bạc Liêu, trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Hoa hậu Thu Thảo được nhận xét là mẫu bạn gái lý tưởng cả về nhan sắc và sự dịu dàng. Thu Thảo không phô trương mối quan hệ tình cảm cũng như sự riêng tư trong công việc. Cuộc sống giàu sang của Ngọc Duyên và gia thế bạn trai cũng khiến nhiều người chú ý tới đám cưới sắp diễn ra giữa hai người. Trong lần tới chúc mừng siêu mẫu Vũ Thu Phương, người đẹp này gây chú ý khi đi siêu xe đẳng cấp. Kể từ sau lần xuất hiện bên siêu xe, Ngọc Duyên gắn liền với danh xưng Mỹ nữ Vũng Tàu đi siêu xe 70 tỷ. Bạn trai của Ngọc Duyên là một doanh nhân sống và làm việc tại Hà Nội, trong khi người đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu vậy, cả hai vẫn tranh thủ thời gian khi ở bên nhau. Ngọc Duyên bật mí bạn trai cô là người đẹp trai. Ngọc Duyên cho hay, cô và bạn trai 42 tuổi tâm đầu ý hợp và tính chuyện kết hôn trong cuối năm nay hoặc đầu sang năm. Ngọc Duyên khoe bạn trai cũng thường đưa rước cô bằng siêu xe và tặng nhiều món quà hàng hiệu đắt tiền. Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu bật mí về bạn trai, anh ấy là một người khá thành đạt trong công việc và trưởng thành. Hình ảnh cặp đôi lãng mạn ở Maldives khiến nhiều người ghen tị.
Ngọc Duyên cũng thừa nhận bạn trai rất chiều chuộng tính mè nheo của cô. Trong tình yêu, Ngọc Duyên là cô gái khá ngọt ngào và thích được chiều chuộng. Tôi và bạn trai rất hợp nhau và anh ấy rất chiều chuộng tôi, người đẹp kể. Kha Mỹ Vân là Á quân Việt Nam Next Top Model năm 2012. Bạn trai Kha Mỹ Vân là người Italy, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Anh sở hữu một công ty sản xuất. Hai người đăng ký kết hôn tại thành phố Assisi, Italy. Cả hai dự định về Việt Nam tổ chức đám cưới vào cuối năm 2017. Nói về bạn trai người ngoại quốc, Kha Mỹ Vân khen anh là người tâm lý, chiều chuộng cô. Chân dài còn ca ngợi bạn trai thuộc tiếp đàn ông lãng mạn. Anh ủng hộ cô và thường thích xem những tấm hình thời trang của Kha Mỹ Vân. Kha Mỹ Vân là người mẫu Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên báo Italy. Cô phải trải qua 4 vòng casting và cạnh tranh với hàng trăm người mới được làm việc tại Milan. Kha Mỹ Vân lựa chọn cuộc sống an nhiên tạo nên thành công cho chính cô. 6 sao Việt từng qua một đời chồng, có con riêng vẫn khiến trai trẻ mê mệt. Dù có chồng con rồi, nhưng 6 người đẹp này vẫn khiến trai tân đổ rập, người cuối cùng là sốc nhất. Cuộc hôn nhân ồn ào của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan kết thúc năm 2012, sau 2 năm đầy sóng gió. Sau khi chia tay, Lê Phương từng yêu Quý Bình nhưng lại đường ai nấy đi. Cuối cùng cô đã chọn được bến đỗ cuối cùng là Trung Kiên, chàng trai kém mình 7 tuổi. Hai người mới tổ chức đám cưới cách đây không lâu, Trung Kiên rất yêu mến con trai của Lê Phương. Cát Phượng và Thái Hòa chung sống hạnh phúc là vậy, nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Một thời gian dài, cô bén duyên với Kiều Minh Tuấn. Dù kém Cát Phượng 18 tuổi, nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn rất chung tình, yêu thương con riêng của bạn gái. Hiện tại, hai người đã đăng ký kết hôn, yêu thương nhau hết mực. Trước khi đến với Ân Hoàng Phúc, siêu mẫu Kim Cương đã có chồng và có con riêng. Dù vậy, Ân Hoàng Phúc vẫn rất yêu chiều bạn gái và rất cưng con riêng của Kim Cương. Cả hai chung sống hạnh phúc và mới đón con trai đầu lòng. Chuyện tình đẹp của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn kết thúc khiến nhiều người tiếc nuối. Không lâu sau, cô công khai tình yêu với chàng trai kém 7 tuổi Kim Lý. Hai người thường xuyên cuốn quýt bên nhau khiến nhiều người ghen tị, nhưng đáng tiếc là đã chia tay được một thời gian. Diễn viên Cát Tường từng ly hôn chồng và con gái hiện tại đã rất lớn. Tuy vậy, chàng phi công kém 13 tuổi vẫn mê cô như điếu đổ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài gắn bó thì đã kết thúc trong êm đẹp. May mắn nhất có lẽ chính là Mỹ Nhân. Được mệnh danh lẳng lơ nhất màn ảnh Việt, Hoàng Yến, trước khi đến với người chồng kém 3 tuổi tên Cao Thắng, cô đã có 3 đời chồng và 2 con gái riêng. Cô còn hạnh phúc hơn nữa vì chồng trẻ và các con rất vui vẻ và hòa thuận. Cô và ông xã kém tuổi mới đón con chung đầu tiên cách đây không lâu, và đây là lần sinh nở thứ 3 của cô ở độ tuổi tứ tuần. Lấy chồng trẻ, Lê Phương hưởng phước được cả gia đình ông xã quan tâm hết mực. Cà pháo có được ông nội mới thật tuyệt vời, Lê Phương hạnh phúc khi có bố chồng tốt, hãy sống tốt nhiều hơn để nhận nhiều phước Phương nhé, một Facebook bày tỏ. Đang tận hưởng những ngày hạnh phúc mới, từng nương Lê Phương thường xuyên cập nhật tình trạng tổ ấm ngọt ngào bên ông xã kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên. Sau đám cưới tưng bừng ở 3 địa điểm, từ quê cô dâu đến quê chú rể và cuối cùng là Sài Gòn, nơi lập nghiệp, vợ chồng Phương Kiên đang sống những ngày mật ngọt. Trong khi ông xã Trung Kiên khoe đám cưới làm 3 nơi, vậy đi hưởng tuần trăng mật cũng đi 3 nơi, thì Lê Phương lại hào hứng nói về kỳ nghỉ, gọi là honeymoon, tuần trăng mật cùng chồng cũng được, là tổ chức sinh nhật cho con tròn 5 tuổi cũng xong. Hay lễ Vu Lan đưa mẹ đi nghỉ dưỡng cũng ổn, ai nói gì cũng được, miễn lòng an yên là được. Bên cạnh giây phút ngọt ngào bên nhau, nữ diễn viên Tình Như Tia Nắng cũng bật mí khoảnh khắc, khẳng định chủ quyền của hai vợ chồng. Theo đó, ngôi sao 32 tuổi đã đăng tải hình ảnh ông xã đặt bút ký vào giấy chứng nhận kết hôn, chứng thực Phương và Kiên là vợ chồng hợp pháp trước pháp luật. Liên tục chia sẻ về tổ ấm mới, ngôi sao giông tố cuộc đời đã vô tình đẩy mình vào thị phi. Ngoài những lời chúc hạnh phúc, một số người công khai chê bai Phạm Trung Kiên, mỉa mai Lê Phương và cuộc hôn nhân của cô. Không chỉ gọi ông xã của Lê Phương là thằng, anti-fan còn chỉ trích Lê Phương là lố, thích làm quá, là người của công chúng, tôi thấy em quá lố rồi. Làm cho quá vào, rồi mai mốt lại chia tay đấy Phương. Thằng nào cũng vậy chứ không riêng gì chồng em bây giờ, một Facebook chỉ trích Lê Phương. Tưởng câu chữ chỉ như gió thoáng qua, ai ngờ ngôi sao 32 tuổi đã đanh thép đáp trả, khẳng định con người như bạn thật đáng sợ. Bà xã của nam ca sĩ họ Phạm đã tìm tới tận địa chỉ trang cá nhân của anti-fan nhằm đánh phủ đầu.
Công khai ngôi nhà ảo của kẻ mỉa mai mình, Lê Phương nhắn nhủ sau cây. Mục đích của tấm ảnh này bạn đăng để làm gì, cũng là muốn lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên trang cá nhân. Bạn là đàn ông hay đàn bà, tôi chấp nhận bạn nói chuyện vô duyên, nhưng nếu vô học thì tốt nhất là im lặng nhé. Trước đó Lê Phương từng nhiều lần đáp trả khi bị anti-fan chê bai tương lan, mỉa mai cuộc hôn nhân của cô. Cùng điểm lại những phát ngôn của vợ cũ Quách Ngọc Ngoan khi bạn đời và cuộc hôn nhân bị mang ra bàn tán. Lê Phương đáp trả khi bị anti-fan mỉa mai, con người ta sao dễ quên nhanh quá khứ đến như thế, mới và cũ, xấu và đẹp, thơm và thối. Và cũng dễ buông lời nhận xét hồ đồ. Và không ngại đối đáp hay tay đôi với những kẻ thích tọc mạch chuyện riêng tư. Mai mốt bỏ người này lấy người khác nữa chứ gì, diễn viên mấy bà có ai tốt đâu mà làm rùm beng lên. Không có là người ta không nói, hai ba đời chồng không đúng sao, nhìn mặt này coi Lê Phương tự tin bao lâu. Lê Phương đáp trả rằng, chị trông lớn có tuổi mà lời nói thì thật thấp kém. Không chỉ bảo vệ mình, Lê Phương cũng nổi đoá khi chồng trẻ bị mang ra so sánh với tình cũ Quý Bình và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Chồng này to quá, xấu hơn Quách Ngọc Ngoan và Quý Bình nhiều. Lê Phương đanh thép đáp trả rằng, bạn nhìn người qua vẻ bề ngoài à. Hay mở lời đanh thép khi bị công kích, chồng không biết được mấy bữa rồi thay chồng khác, tội cho mấy anh. Khi dùng Facebook thật thì nên suy nghĩ trước khi bình luận, họa từ miệng mà ra bạn à. Đanh thép đáp trả những kẻ phá đám tổ ấm, ngược lại Lê Phương rất ngọt ngào với người thân yêu. Theo đó, nữ diễn viên lễ phép thay con trai riêng, gọi bố chồng là ông nội và gửi lời cảm ơn đứng sinh thành. Dạ cà pháo cảm ơn ông nội, Lê Phương lễ phép trả lời khi bố chồng gửi lời chúc tới bé cà pháo. Ông bà chúc pháo năm học mới giỏi khỏe ngoan và hiền. Khép lại cuộc trò chuyện của bố chồng và con dâu, nữ diễn viên nhận được lời nhắn nhủ ấm áp từ bố đẻ của ông xã. Thời tiết thất thường, mới đi xa về, con coi giữ sức khỏe cho cả nhà ngang. Giữa thị phi với ngàn lời chỉ trích về mối tình chênh lệch, lời nhắn nhủ đông đầy tình yêu thương của bố chồng dành cho nàng dâu mới Lê Phương đã nhận được nhiều lời tán dương. Ai cũng dành cho nữ diễn viên sự ngưỡng mộ vì sau những sóng gió, cô đã tìm thấy được bình yên. Cà pháo có được ông nội mới thật tuyệt vời, lời nhắc nhở thật xúc động, Lê Phương hạnh phúc khi có bố chồng tốt. Phương đang hưởng phước đó, hãy sống tốt nhiều hơn để nhận nhiều phước Phương nhé, Facebook bày tỏ. Đóng gói cuộc sống của bà mẹ đơn thân sau khi ly hôn với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương nên duyên vợ chồng với nam ca sĩ Phạm Trung Kiên. Đến với nhau khi nữ diễn viên đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Trong khi nam ca sĩ chưa từng kết hôn và kém Lê Phương 7 tuổi, mối tình chênh lệch không ít thị phi. Bỏ qua tất cả, Phương và Kiên đang xây dựng hạnh phúc bên nhau. Trong khi nữ diễn viên 32 tuổi khoe, chồng của Phương không phải chồng của người ta nha. Có thể không quyền lực nhất nhưng chắc chắn là em hạnh phúc. Thì bạn đời nào cũng hào hứng thông báo, đám cưới xong rồi, cả nhà ơi, từ nay em chính thức có vợ rồi. Nói về quyết định lên xe hoa lần 2, Lê Phương tâm sự. Lần kết hôn trước không được như mong muốn, nên lần này Phương mong mọi thứ được trọn vẹn, chứ không phải mình cố tình phô trương hay làm nổi như thế nào cả. Từ hôm bữa tới giờ cũng có nhiều bình luận nhắn tin, những vấn đề không tế nhị lắm. Nhưng cái quan trọng nhất là Phương cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Phương chỉ cần một người chia sẻ quan tâm tới mình, sẵn sàng làm những việc không tên mà nhiều khi đàn ông coi đó là sĩ diện. Mặc định là việc của phụ nữ như nấu ăn, rửa chén, giặt giũ. Điều mà Phương cảm thấy quan trọng nhất đó là người đàn ông trai đường có thể hô mưa gọi gió. Gì thì không biết, nhưng khi về nhà họ vẫn có thể chia sẻ công việc nhà, quan tâm sức khỏe, chăm sóc mình. Như vậy Phương thấy là quá tốt rồi. Chồng ơi, cười thật tươi cho người thân mình hạnh phúc, mặt thói đời ganh ghét lắm sân si. Lê Phương nhắn nhủ ông xã trước miệng đời cay nghiệt.